dành cho Croatia. Và lại là Luka Modric, cột gần đánh đâu, không vào. Lovren vẫn không vào. Quá nguy hiểm dành cho khung thành của Maroc trong tình huống vừa rồi. Amrabat là người đã cứu được trên vạch vôi. Và sau nỗ lực truy cản thì Bono đang hơi bị đau. Hai cú dứt điểm liên tiếp của Croatia. Và nếu như không có những sự bóc lót kịp thời, Maroc đã phải nhận trái đắng. Sẽ là một lần nữa tình huống này. Và chạm bóng đầu tiên thuộc về cầu thủ số 15, Pasalic. Lovren đá ở cái ghế chơi mới và chân không thuận. Thế nhưng cú đá đi không thực sự quá mạnh. Nhưng thực sự tình huống này nếu như không Amrabat thì không biết điều gì xảy ra cả. Có lẽ là bóng sẽ đập cột dọc. Biểu cảm rất tiếc nuối của hậu vệ số 6. Và Maraoui ra khung môn. Maroc có thể sẽ phải thay người vì lý do bất đắc dĩ.